tại viện. Thì cuối cùng ngài vô trước nói thôi, tôi không lên đấu xuất mà tôi nguyện tu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cuối cùng ngài niệm Phật và ngài trở về cảnh giới Tây Phương. Cho nên tu về Tây Phương Cực Lạc rất là dễ, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải hành trì. Hành trì cái tâm chúng ta, kể cả thân chúng ta, tâm chúng ta phải hành trì. Mà muốn hành trì như vậy thì phải có Đức Đại Thế Chí đứng một bên, Đức Quan Thế Âm đứng một bên. Cái người tu là phải cứu khổ ban vui. Đối với những thành viên xung quanh chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong xã hội, trong bầu bạn, trong đoàn thể, là phải luôn luôn thấy khổ là giúp. Tiếng kêu mà Quan Thế Âm là gì? Tức là quan sát tiếng tâm khổ đau của thế gian mà cứu giúp. Làm như vậy chúng ta mới có nhiều công đức. Cho nên trong Pháp Môn có một cái, hai cái câu trong kinh Pháp Môn, quý vị để ý không? Từ nhãn thị chúng sanh, phước tụ hải vô lượng. Lấy cặp mắt lành mà trong chúng sanh, thì cái phước đức đó là vô lượng vô biên. Còn chúng ta nhìn chúng sanh mà chúng ta liếc bên này, tận bên kia, trong gia đình cũng vậy. Thì trong kinh Địa Tạng nói gì? Địa Tạng có nghĩa đó, gọi là tam một quỷ vương đó, tứ một quỷ vương đó là cái cách nhìn của chúng ta đó. Chừng người này liếc người kia, nhìn qua nhìn lại, coi như không chính cái tâm. Thì chúng ta có niệm Phật đi nữa thì nó cũng không có đi tới đâu. Liếc nhìn trừng trợn, vừa ý thì thôi, không vừa ý thì trừng liếc. Cho nên trong Địa Tạng mật nghĩa nó là ngũ một chúng sanh, tam một quỷ vương, tứ một quỷ vương, đó là những cái hình ảnh đó. Cho nên phải biết lý, tụng kinh phẩm minh Phật di lý. Còn nếu chúng ta tụng thế, sao nói gì mà nó là quỷ vương năm mắt, ba mắt. Có nhiều người tới ngồi có liếc cái này kia qua lại, đó là quỷ vương đó, quỷ vương đó, tâm quỷ vương đó. Cho nên khi chúng ta có một cái nguyện đó, là phải nguyện một rốt ráo. Khi bỏ cái báo thân này là phải nguyện sanh về đó, có nguyện rốt ráo. Mà muốn có nguyện rốt ráo thì cái hạnh phải rốt ráo, cái tính phải rốt ráo, phải được chánh tính mới được, phải chánh tính mới được. Chứ chúng ta tin tạp nhạp lắm, trong xã hội loài người, rồi trong xã hội tâm linh. Tâm linh là một cái xã hội phức tạp, chưa từng thấy. Cho nên ở trong di thức học, những nhà di thức mà phân tích cái tâm linh của chúng ta đó, quý vị nhớ không? Cái mà tiểu tì phiền não đó, phẫn hận phú não tật sang xỉn cuốn hại thiêu vô tàm vô quý trạo cử hung cầm bất tính giải đại thất niệm tán loạn phong vật bất chính tri. Đó những cái điều kiện nó tạo nên cái phiền não cho con người. Do đó mà chúng ta niệm Phật là chi? Nếu chúng ta bất loạn, nhất tâm bất loạn thì những cái phiền não đó nó nằm im. Nó nằm im đó, nó chưa hết đâu, nó chỉ có nằm đó thôi. Nó cũng như cổ cú thôi quý vị. Mình đè nó xuống đâu, nó nằm đó thôi chứ chưa đâu. Chúng ta phải dùng cái định lực sâu. Chúng ta hành trì, chúng ta trục cái cổ cú nó được, trục cái phiền não được. Tham sân chấp ngã, quên hẳn đường về, tình ái si mê, tù trong lục đạo. Trăm dây phiền não, nó phiền não trăm dây chứ mà chúng ta có thể là 1.000 dây phiền não, không phải trăm dây. Cho nên trong cái 48 lời nguyện, mà cái nguyện thứ 10, Đức Phật dạy, Đức Di Đà nói gì? Nếu tôi thành Phật, mà chúng sanh trong cõi nước tôi, kể cả nhân thiên, mà quan trọng chất về cái thân, thì tôi không ở ngôi chánh đẳng chánh giác. Tức là quan niệm về cái thân đó, tức là chấp về cái thân căn. Cái gõ đó không có cái thân, chỉ sống với cái niệm thức thôi. Cho nên hồi đó có một chuyện ngộ ngôn á, tức là có một cái văn hồn đó tu tập ở dưới chỗ ta bà này 1.000 năm mà. 1.000 năm mà. Lúc đó vừa bỏ cái báo thân á, cuối cùng đó bay lên trên cõi trời, gõ cửa. Hỏi ai đó? Dạ tôi. Tôi là Diệu Tâm đây.
nó ở đây không có chỗ gì dự tâm ngồi, rồi bay xuống trở lại, tu thêm 1.000 năm nữa, rồi cái thằng cuối còn bỏ cái thằng đó bay đi quá trời, hỏi ai đó, nó tôi là ai, tôi là ông, rồi vô, tôi là ông tức là được thể nhập vào trong cảnh giới, còn chúng ta cứ chấp ngã, rồi chấp đủ chuyện hết trong cái ngã, khi chúng ta chấp ngã thì đúng không? Ăn cũng khổ, rồi ngủ cũng khổ, rồi làm cái gì cũng khổ. Có cái thân này, chúng ta phải vô ngã vị tha. Chúng ta niệm Phật là Phật có tình thương. Chúng ta niệm Phật là phải mang cái tâm cứu khổ ban vui cho người khác. Mà chúng ta niệm Phật là phải có cái chí quyết liệt đánh tan những cái phiền não sanh ra bởi cái tham, cái ăn, bởi cái mặc, bởi cơm, áo, gạo, tiền. Cho nên khi chúng ta niệm Phật, chúng ta phải thấu được cái lý như vậy. Thì lúc bây giờ chúng ta mới đạt nhiều cái thắng lợi trong cái công tác niệm Phật, trong cái công đức niệm Phật. Cho nên trong cái lĩnh vực mà Di Đà, để trở lại cái vấn đề đó cho quý vị thấy, Đức Di Đà là một vị giáo chủ ở cõi Tây Phương. Thì trong kinh Lãng Vãng cũng có những cái câu, gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Nếu tâm chúng ta mà được thanh tịnh thì lúc bây giờ chúng ta sẽ cộng trú vào cảnh giới Di Đà. Đó, điều đó là nó chắc rồi. Nếu chúng ta không có thanh tịnh thì dầu chúng ta niệm có cỡ nào đi nữa, 1.000 biến, 100 năm, chúng ta vẫn trở lại cảnh giới này. Vì trước mắt cái tham sân si chúng ta không ly khai, không lìa, thì chúng ta niệm để mà niệm về thôi. Chắc chắn là không đạt được rồi. Cho nên khi quý vị niệm Di Đà là quý vị Phật, bên cạnh đó quý vị phải tạo nhiều công đức, Phật có tình thương đối với mọi người, Phật có tình thương gần nhất là đối với cha mẹ mình, anh em mình, bầu bạn của mình, những người thân của mình. Thì có như vậy mới mang được hạnh phúc cho gia đình, tổ chức gia đình. Tội lắm quý vị, ở đời đó mà nếu họ chắc một cái đó là khó lắm. Mà nếu chúng ta là một hành giả là người đang tập đi trên con đường giác ngộ để đến bỏ sợ, như vậy thì chúng ta tu để làm gì? Phải tỏa cái bóng mát ra cho người khác. Mà muốn tỏa bóng mát người khác thì quý vị phải ly khai những cái tham sân chấp ngã, tham sân chấp ngã mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh. Nếu chúng ta còn chấp cái này, mà chấp cái này ở chỗ là lĩnh vực cái thân ngu uẩn thôi, ngu uẩn chẳng phải là gì hết cả. Nó là ngu uẩn, mà cái Phật tánh chúng ta được trú ngụ trong cái thân ngu uẩn này, nó kẹt vào chỗ đó. Mà hiện tại chúng ta là gì? Là một con người đang sống với tổ chức con người. Mà nếu mà bỏ đi vấn đề tiền tài, bỏ đi vấn đề cơm áo thì sống có cái gì đấy? Đó là chúng ta đặt ra. Đặt ra để gì? Để chúng ta xử lý nó, để chúng ta ứng đối với nó. Điều đó là phải có. Ngủ thì thôi cho ma mắt ra, ủa tiền đâu đi xe đây, rồi tiền đâu mua gạo đây, đi chợ đây, rồi đi đám này đám nọ là cái gì đấy. Ngồi đó niệm Phật được không? Hả? Làm sao được? Cho nên nó có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này để thuật lại cho quý vị nghe. Có một anh chàng đó rất là hào hoa, phong nhã, gia đình thì khá giả. Cho nên anh tới bốn người vợ. Mà người thứ nhất là anh yêu chuộng lắm, suốt ngày anh yêu chuộng, không lìa một phút mà, không lìa một phút, lúc nào cũng gần gũi hết. Và người thứ hai đó là cái người này đó là lo cho anh dữ lắm, lo lắng đủ chuyện hết. Nhưng mà thỉnh thoảng anh chỉ nói chuyện sơ qua hỏi thăm thôi. Người thứ ba đó cũng lo, lo nhưng mà cái lo của người thứ ba cũng có mức độ nào thôi, mà anh cũng chả có tới với người thứ ba. Còn người thứ tư rất là tội, người thứ tư tức là anh lo rất là nhiều. Người thứ tư là rất là coi như là anh muốn gì là cô ta lo hết, hãy ý ra là anh là lo hết. Cô ta lo lắng từ cái ăn, cái ở, cái đi đứng của anh,
tất cả cái việc của anh là cô thứ tư lo, mà chưa bao giờ mà anh đến với cô thứ tư, chưa bao giờ mà kề tay nói nhỏ, chưa bao giờ mà thông cảm với cô thứ tư. Cho nên một hôm đó đó thì tử thần bắt đầu bước kêu anh bệnh nằm trên giường bệnh, mới mời một người, mời cái người vợ cả đó đến, kêu người vợ cả đó, thôi giờ em đi với anh nè. Thì vợ cả nó không có được, nó sao không được, anh rất là yêu mến em mà bây giờ không là em bỏ anh đi mình á, không được. Rồi anh buồn chí quá, kêu cái người vợ thứ hai đến, nó thôi bây giờ mình đi với tôi nha. Nó không có thấy được, tôi tốn bao nhiêu tiền tôi mới cưới mình về đây, bây giờ tôi ra đi không lấy đi một mình nó buồn quá. Nói chuyện đời mà là kẻ thì tham sắc, người tham tiền, đến đây chấm dứt rồi. Ông tham sắc, tôi tham tiền, thì đến đây chấm dứt, không còn gì quan hệ nữa đâu. Nó thôi đi cút đi, đừng có ở đây nữa. Kêu người thứ ba tới, vợ thứ ba tới, cũng nói thôi giờ mình đi với tôi. Nó không có được, mà có được đi với ông thì tôi chỉ đi tới cái Nguyệt Mã thôi. Đưa ông tới Nguyệt Mã, tôi đi về, tôi cũng làm chuyện ở nhà, nhà cửa, việc gia đình nữa, việc xã hội tôi phải làm nữa chứ. Cuối cùng anh kêu người vợ thứ tư, tôi nói thôi giờ không còn ai nữa, thôi giờ mình đi với tôi nha. Nói chà, bình thường thì ông đâu có nói gì tới tôi. Ông muốn gì từ tôi lo hết á, từ cái ăn cái ở của ông, hay ông khởi ý ra cái gì là tôi lo hết. Chưa bao giờ mà tôi trái ý ông. Bây giờ ông ra đi rồi, ông kêu đi, thì thôi, có chồng phải theo chồng thôi, giờ tôi đi với ông. Chẳng những đời này mà tôi đi qua tới đời sau luôn, đi theo ông luôn. Và đâu là có hiểu không, có tình hay có nghĩa không? Thì cuối cùng tôi mới phân tích như thế này, cái người vợ thứ nhất, vợ cả đó, là cái chiếc thân ngũ quẩn của anh á, tối ngày cứ vuốt da sửa soạn là có như sát cánh mà không rời một phút, lúc nào cũng chăm sóc, là người vợ thứ nhất. Thì khi mà cái thằng thức nó ra đi rồi, làm sao cái thân nằm đó đâu có mà đi được, cho nên người ta nó, cô ta nó không thể, không thể. Tức là khi cái thức mình nó đã xuất rồi thì cái thân này như thế nào, như đá như cây mà thôi, nằm đó để chờ vô lộ thiêu hoặc là gó lại cho xuống lòng đất, thế thôi. Người thứ hai là tiền tài của cải, nhà cửa, xe cộ, sống chỉ sử dụng cái phương tiện thôi, mất rồi tới tới người khác phải xài chứ đâu có đi theo được. Và người thứ ba là ai? Cha mẹ, vợ con, bầu bạn, cũng đưa tới cái Nguyệt Mã mà thôi, rồi đi về, hoặc đưa tới lò thiêu mà thôi. Và người thứ tư là ai? Là ý thức, là ý thức, là tâm niệm. Chẳng những đưa đời này mà đưa tới đời sau luôn. Cho nên khi chúng ta sanh ra làm một tín đồ, mà chúng ta khi tu tập thì chúng ta phải dùng cái ý thức đó chuyển hóa đến cái lĩnh vực thiện, đừng chuyển hóa đến lĩnh vực ác. Và tu tập niệm Phật là phải nhất trí do cái ý thức đó. Ý thức đó là quan trọng lắm. Cho nên trong Duy Thức Học quyển Bất Thức Quy Củ có cái bài kệ mà tôi cũng đã nói đạo tràng này lần thứ hai, lần này lần thứ hai, không biết quý vị nhớ không.